Với nhiều hoạt động kích cầu thu hút khách du lịch 7 tháng đầu năm 2024, Đắk Lắk đón 889.500 lượt khách, bằng 74,13% kế hoạch. Doanh thu ước đạt 741,6 tỷ đồng, đạt 78,05%. Mục tiêu đặt ra cho cả năm 2024, ngành du lịch Đắk Lắk đón khoảng 1,2 triệu lượt khách, doanh thu đạt trên 1.000 tỷ đồng. Đến nay, tất cả 21 khu điểm du lịch cùng 25 đơn vị lữ hành nội địa và quốc tế, cũng như hầu hết cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm mua sắm trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực hoàn thiện cơ sở vật chất, làm mới sản phẩm, dịch vụ du lịch để phục vụ du khách. Đặc biệt là chương trình kích cầu du lịch nội địa năm 2024 với những nội dung, sản phẩm kèm theo được Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk cùng các doanh nghiệp trong ngành xây dựng phân khúc linh động và phù hợp như trải nghiệm hè năm 2024, trưng bày giới thiệu sản phẩm du lịch ô cốp gắn với biểu diễn văn hóa cồng chiêng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao và sự kiện văn hóa, nghệ thuật tại trung tâm Buôn Ma Thuột nhằm thu hút du khách.